chào toàn thể quý vị khán giả đã đến với kênh YouTube của Mark Home. Quý vị thân mến, ngày hôm nay thì Ngọc Huyền sẽ dẫn quý vị đến tham dự lễ động thổ của gia đình nhà anh Lê Quang Sơn có địa chỉ tại Quế Võ, Bắc Ninh ạ. Và ngay bây giờ thì xin mời quý vị chúng ta hãy cùng gặp gỡ với thầy Phạm Trúc, chuyên gia phong thủy của Mark Home để tìm hiểu xem lễ động thổ này có gì quý vị nhé. Xin chào thầy ạ. Dạ. Chào chị Ngọc Huyền. Vâng ạ. Thầy ơi, hôm nay thì khi mà em đến đây thì được biết là thầy là làm cái lễ động thổ cho gia chủ là anh Lê Quang Sơn ấy. Thì cho em hỏi một chút nhé, thì khi mà chúng ta cần phải chuẩn bị những cái gì để làm được một cái cách chỉnh chu nhất cho buổi lễ động thổ này ạ? Vâng, cái lễ động thổ thì cái nguồn gốc thực chất của nó là bắt nguồn từ thời Hán Vũ Đế ở bên Trung Hoa. Thì cái lễ động thổ ấy thì diễn ra là nhằm là ngầm báo cho các vị thổ thần, thổ công, thổ địa cũng như là thành hoàng ở cái khu vực mà gia chủ chuẩn bị xây nhà là sẽ có sự thay đổi về cái mặt về linh khí, cho nên là gia chủ là cần phải trình báo, bẩm báo với các vị thổ thần, thổ địa và rồi thì là cũng để mà giải tâm từ bố thí cho các cái hàng chúng sinh đói khổ, để cho cả thần, thánh và cũng như là các hàng chúng sinh, nhất là những cái vong nhân ấy, là người ta hoan hỷ, người ta hộ trì cho gia đình để mà xây dựng cái ngôi nhà mới cho nó được an toàn. Thì đấy là theo cái quan điểm về mặt tâm linh cũng như là về cái nguồn gốc của cái lễ động thổ là bắt nguồn từ thời Hán Vũ Đế ở bên Trung Hoa. Dạ. Thì để chuẩn bị cho một cái mâm lễ động, để chuẩn bị cho lễ động thổ ấy, thì trước hết đấy là trước cái ngày mà diễn ra cái lễ động thổ này thì gia đình là cần phải chay tịnh này, rồi là cần phải tắm rửa sạch sẽ đấy, tắm rửa sạch sẽ và chuẩn bị các cái đồ lễ đấy là như sau. Đấy là một bộ tam sanh. Thì cái bộ tam sanh đấy là nó bao gồm đấy là thịt heo hay là còn gọi là thịt lợn này, một con tôm và trứng gà, trứng vịt, thì nó tượng trưng cho tam tài. Đấy là thiên địa và thủy, thiên địa thủy. Thì ba cái điều này là nó hàm ý là sẽ đem lại cái sự may mắn phú quý cho gia đình. Và ngoài ra nữa thì trong cái mâm lễ của lễ động thổ thì còn có bao gồm là nhang để cho gia chủ kết nối với âm dương, kết nối với trời đất, kết nối với các vị thần linh, kết nối cùng bà gia tiên. Tiếp theo trong cái mâm lễ cũng có giấy tiền vàng mã. Dạ. Đấy, hay còn gọi là kim ngân thiên bảo ở trong Hán Việt đấy, cũng để mà hóa độ cho các chúng sinh, để cho người ta là hộ trì cho gia đình. Rồi là có cái mâm ngũ quả là để tượng trưng cho vũ trụ đấy, cho ngũ hành. Và có gạo muối thì nó biểu thị cho cái lòng hiếu kính của gia chủ đối với cha mẹ, đối với lại tổ tiên của mình đã vất vả nuôi dưỡng mình, giáo dục cho mình, thì đến cái ngày hôm nay là mình làm được cái ngôi nhà mới. Vâng ạ. Vậy cho em hỏi một chút nhé, thì không biết là cái ngôi nhà này á, công ty của mình thì sẽ cho gia chủ nó sẽ quay về hướng nào ạ? Và cái hướng đó thì nó có cái điều gì tốt đối với gia chủ của mình ạ? Thì cái hướng nhà mà công ty Mark Home xây dựng cho gia chủ là tọa về cái hướng Tây Bắc, ở vị trí của huyện Bảo Châu, đấy là 299 độ. Thì đây là cái hướng mà thổ đối thủy, có nghĩa là cái thổ đối thủy này thì nó hàm ý rằng là cái đất ở nơi này này là giàu dinh dưỡng, có đầy đủ cả nước và đất để mà nuôi dưỡng cho vật, và cũng là cái nguồn sinh khí để nuôi dưỡng bảo trì bảo hộ cho cái sức khỏe cũng như là tài lộc của gia đình.
Vâng ạ, em cảm ơn thầy hôm nay đến với chương trình ạ. Và quý vị thân mến ạ, và ngay bây giờ thì chúng ta hãy cùng đến với một số hình ảnh của buổi lễ động thổ ngày hôm nay nhé. Hiện tại thì Ngọc Huyền đang đứng ở đây ạ. Khu vực này chính là khu vực mà sau này thì sẽ xây dựng lên công trình nhà của nhà anh Sơn ạ. Và cái công trình này á, chúng ta sẽ có cái hướng này. Sảnh trước thì chúng ta sẽ quay ra phía hướng Tây Bắc quý vị nhá. Thì chúng ta sẽ có là chiều ngang của phần mặt trước là 11m² ạ. Và còn chiều sâu ở đây ạ thì sẽ là 14,9m². Như thế thì chúng ta sẽ có tổng diện tích xây dựng cho một mặt sàn là khoảng tầm 146m² quý vị nhá. Và công trình này ạ thì quý vị cũng có thể thấy thì ở đây ạ là cái khu vực mà nhà cũ. Và ngày hôm qua thôi thì gia chủ chúng tôi thì cũng có làm một cái lễ để có thể là phá dỡ nhà cũ ạ. Và để ngày hôm nay thì chúng tôi bắt đầu động thổ rồi. Và ngay bây giờ thì xin mời quý vị chúng ta hãy cùng khám phá qua đôi nét về cái phần ngoại thất phía bên ngoài cũng như mặt bằng công năng công trình nhá. Quý vị thân mến ạ, và công trình của chúng ta thì sẽ có là được thiết kế theo phong cách hiện đại với lại hệ mái Nhật 2 tầng. Ở đây thì toàn bộ công trình của chúng ta sẽ được sử dụng theo cái tông màu lạnh với lại màu sơn trắng làm chủ đạo và hệ mái ngói màu xanh Fuji ở phía trên. Công trình này của chúng ta thì sẽ có một cái tạo một khoảng sân trước khá là rộng này, được lát bằng gạch chống trơn này thì sẽ đảm bảo an toàn an ninh cho mọi thành viên gia đình này. Đi trên khu vực này thì tránh trơn trượt. Phần phía sảnh chính của chúng ta thì cũng sẽ có thiết kế là hai hệ cột trụ ở dưới là hai hệ cột trụ vuông khá là lớn. Nó sẽ làm cho công trình chúng ta bề thế hơn. Còn ở phía trên tầng 2 thì chúng ta sẽ sử dụng cột trụ là cột tròn. Như thế chúng ta sẽ có một cái tác dụng như là âm dương hòa hợp giữa trời và đất. Công trình này thì sẽ có thiết kế là một cái khu vực bếp ở phía bên ngoài. Đó, với cái thiết kế như thế này thì sẽ giúp cho chúng ta là sẽ tránh được cái hiện trạng là khi mà chúng ta nấu ăn ấy, thì sẽ tránh hiện trạng là bám mùi này. Và công trình này của chúng ta thì sẽ có cái mặt bằng công năng được bố trí như sau ạ. Đầu tiên thì chúng ta khi mà từ sảnh chính bước vào thì chúng ta sẽ đến với một khu vực phòng khách kết hợp với lại sảnh đệm. Ở đây thì sẽ có diện tích là hơn 35m². Ở dưới tầng 1 thì chúng ta sẽ có tổng cộng là 3 phòng ngủ tất cả. Phòng ngủ 1 là 14,7m², phòng ngủ 2 là 13,3m² và phòng ngủ master là 13,5m². Thì sẽ có một cái nhà vệ sinh riêng biệt ở phía trong ạ. Và ở dưới tầng 1 thì chúng ta cũng có thêm một cái khu vực nhà vệ sinh ở phía ngoài nữa. Đó. Tại vì là chúng ta sẽ đẩy cái khu vực bếp ra ngoài kia rồi, cho nên là ở dưới này thì chúng ta có thể là bố trí được tận 3 phòng ngủ ạ. Và bước lên đến tầng 2 thì chúng ta sẽ có là một phòng sinh hoạt chung là rộng 10m², một phòng thờ là vẫn 10m². Ở trên tầng 2 này thì chúng ta sẽ có 3 phòng ngủ tất cả, trong khi đó thì sẽ có 2 phòng ngủ đồng diện tích là 14,7m² và một phòng ngủ là 13m² ạ. Ở trong này thì cũng sẽ có là một cái nhà vệ sinh chung ở phía cuối những căn nhà nữa. Đối diện nhà vệ sinh chung thì chúng ta sẽ có một khu vực giặt và phơi. Quý vị thân mến ạ, và ngồi ngay bên cạnh Hồng Huyền lúc này ạ thì đó chính là anh Lê Quang Sơn ạ, chủ đầu tư của công trình ạ. Xin chào anh ạ. Xin chào, xin Ngọc Huyền. Dạ vâng ạ. Ngày hôm nay thì Ngọc Huyền cũng rất là vui khi mà được về đây tham dự cái lễ động thổ gia đình nhà anh ạ. Vậy thì cho em hỏi một chút nhá. Thì tại lý do tại sao mà anh biết đến Mark Home và lựa chọn Mark Home làm đơn vị mà thiết kế và thi công chọn gói cho ngôi nhà của mình ạ? Thì lần đầu tiên thì xin kính chào tất cả quý công ty. Dạ. Đấy. Với lại thứ hai nữa là mình trước kia ra đi lao động bên nước ngoài và cũng có ý định xây nhà cách đây khoảng 2 năm rồi. Mình cũng tìm hiểu tất cả các đơn vị xây nhà là bởi vì mình lao động nước ngoài cũng không có thời gian ở nhà, cho nên mình muốn nhờ một đơn vị nào thiết kế và thi công trọn gói. Thì mình đã tìm hiểu mấy đơn vị là Kisato rồi thì Chất Uy rồi thì Mark Home. Thì về hầu hết các đơn vị, mỗi đơn vị có một cái thiết kế nét đẹp riêng. Nhưng về cơ bản thì mình đánh giá là Mark Home đã có một thiết kế về chuyên sâu hơn cả về cái hồn của ngôi nhà và chuyên sâu ở bên phong thủy nữa. Đấy, cho nên là mình quyết định lựa chọn Mark Home là xây dựng và thi công chọn gói cho gia đình. Đấy, mình cũng quyết định là thi công cả cái phong thủy chuyên sâu. Toàn bộ đấy. Vậy thì được biết là anh đã sử dụng cái gói phong thủy chuyên sâu của bên em này, thiết kế nhà kết hợp cùng với phong thủy nữa. Vậy thì anh có đánh giá như thế nào về cái thiết kế phong thủy như thế này ạ?
Thì về cơ bản thì trước tiên là lần thiết kế về kiến trúc trước thì mình rất ưng các bạn thiết kế là một cái lên một cái hình ảnh 3D là rất đẹp, là công năng sử dụng là cũng rất chi tiện ích và đúng với lại cái thiết kế mình mong ước. À, về thứ hai nữa về phong thủy thì được thầy Trúc là tư vấn cho là về phong thủy nên là mình thấy rất hợp với lại cái mệnh của mình. Dạ. Thì là mình đã quyết định nhờ thầy là đặt trọn niềm tin vào thầy về phong thủy và đặt trọn niềm tin vào công ty là xây dựng mình lên một cái ngôi nhà làm sao là đẹp vào phần kiến trúc mà tiện ích vào phần công năng và làm sao là khi các bạn thi công là an toàn lao động ở trên hết. Vâng. Đấy, toàn bộ. Vâng. Và bên cạnh đó thì cũng phải đảm bảo về mặt phong thủy đúng không ạ? Để cho gia đình của chúng ta có thể làm ăn thuận lợi hơn đúng không ạ? Đúng. Dạ. Vâng ạ, vậy chị cho em hỏi một chút nhá. Thì công trình nhà anh ạ thì không biết là dự kiến thì sẽ xây dựng vào trong khoảng tầm bao nhiêu lâu ạ? Thì hôm trước là mình với công ty đã ký hợp đồng với nhau là dự kiến là xây dựng trong vòng 6 tháng rưỡi. 6 tháng rưỡi. Là các bạn đã trừ hết, tức là các bạn tính dung sai là thời tiết các thứ 6 tháng rưỡi, còn thực tế thì không, cũng có thể là không đến. Dạ. Mà cũng có thể là hơn thì cái đây là phụ thuộc vào thời tiết nữa. Dạ. Thì cái này thì là mình cứ đặt trọn niềm tin vào công ty thôi. Dạ. Vâng, vậy thì sau khi mà thực ra hôm nay chỉ là cái bước đầu thôi, để chúng ta có thể là từ lúc mà ký kết hợp đồng này cho đến ngày hôm nay chúng ta bắt đầu là làm cái lễ động thổ ấy ạ, thì anh có đánh giá như thế nào về công ty Mark Home của bên em ạ? Thì công ty Mark Home thì mình qua tìm hiểu trên YouTube rồi bạn bè giới thiệu cũng rất lâu mình tìm hiểu, khi mình đã có ý định xây nhà cách đây 2 năm mình dạ. đã tìm hiểu thì Mark Home thì đơn vị thi công phải nói là trên toàn quốc thì có thấy công nhân rồi thì từ người lãnh đạo trở đi là rất chi là chuyên nghiệp. Thì là mình đã đặt trọn niềm tin vào công ty và thi công cho gia đình ngôi nhà như này. Dạ. Em cũng cảm ơn anh ạ vì đã tin tưởng và lựa chọn Mark Home làm đơn vị mà thiết kế thi công chuyện gói cho ngôi nhà của mình ạ. Và em cũng hy vọng rằng là sau này khi mà công trình của chúng ta hoàn thiện rồi ạ thì anh và gia đình sẽ có một cuộc sống thoải mái bên chính căn nhà thân yêu của mình ạ. Dạ vâng, xin cảm ơn anh ạ. Rất cảm ơn công ty. Vâng ạ. Và quý vị thân mến ạ, sau khi cuộc trò chuyện vừa rồi của tôi và anh Sơn thì cũng đã chính thức khép lại chương trình của chúng tôi ngày hôm nay ạ. Và nếu như quý vị có nhu cầu thiết kế và thi công trọn gói trong ngôi nhà của mình, hãy vui lòng liên hệ đến các số hotline của chúng tôi để nhận được tư vấn sớm nhất. Còn bây giờ xin chào tạm biệt, hẹn gặp lại quý vị trong những số tiếp theo.